Em biết ai mid ở đây, thế lại biết ai mid ở đây. Babysit cho ông luôn, mẹ mày một trận nó gọi là easy game luôn nhá. Anh lợn lại con Brain. Vãi luôn con Brain, phải team vãi cả đái rồi mà vẫn còn lại con Brain, chịu đấy. Bây giờ phải như nào nữa đây? Con Brain à? Phải kiếm coi. Bạn Brain luôn, đấy. Đè. Ừ. Brain mẹ đánh được cả với cả mấy con đấu sĩ luôn, sướng vãi. Ê mày top đi, để tao mid cho. Nó luôn xin top được mà. Đâu? Cái sân là của Trâu mà. À... Lu đang đem xem là không? À đúng rồi. Trời ơi, trận thứ hai. Con này đã một trận thôi đủ bắt to rồi các bạn. Con này thể hiện cái độ đánh blitz đi anh mạnh vui lắm à. Rồi thế trận sau nhé các bạn. Đây tôi khóa con Brain rồi. Ôi, thế nào? Stamina 5 tiền là phải skin mặc định các bạn ạ. Đéo xài skin. Con Brain nào nó đắt tiền không? Brain 4 tiền là skill gì nhở? Skin gì nhở? Brain 4 tiền skin mặc định luôn. Thôi dùng mặc định. Thôi làm con 3 sao, thây ma 3 sao cũng ngon rồi. Ờ được. Cũng 3 tiền mà. Đâu 2 tiền, thêm brand là 2 tiền. Ờ 2 tiền. Brand mặc định là 4 tiền đấy. Anh em mình mới có một con revenge 4 tiền, một con brand revenge 4 tiền, revenge brand 2 tiền, stamina 5 tiền. Đéo tồn tại. Con revenge này có con revenge có 3 tiền mà. Thôi. 4 tiền đi đâu. Ờ thích có meta rồi nhỉ? Ờ đúng rồi, mùa độc. Mùa 2 mùa 3 mùa 3 mùa 2 mùa 3. Team mình đã tiền rồi. Thế xem lại team nó này. À, team nó là Akali 5 tiền. 4 tiền. Ai có 5 tiền nhỉ? Echo 5 tiền, má nó 3 con xịn thế. Bò chưa có. Chinamia 4 tiền, Akali 4 tiền, có mùa 4 tiền mà. Mùa là 4 tiền. Chiname cái mùa mà cứ chặt xoay chiến tướng, chiến tướng. Không, con Akali cơ. Akali 4 tiền có gì, cái mùa sát thủ có gì. Ơ, sát thủ nhẫn giả, Akali 4 tiền, hai nước mắt ném tộp với có gì nữa. 3 tiền nhỉ? 3 tiền. Sen với 4 tiền. Nhận Sen. Mùa 4. Mùa nào 4 tiền đâu anh? 3 tiền. Z2 cái mùa mà Z2 tiền Akali 4 tiền ném phi tiêu gì nữa? Akali 3 tiền. 3 mùa đấy là Akali 3 tiền. 3 tiền. Chả có mùa nào Akali. Đấy là nhẫn giả, 4 con nhẫn giả thì phải. Có mùa 4 tiền là cái mùa 1. Chứ có gì nữa? Đấy là mùa 1. Đã bảo là cái mùa mà em nước mắt không đi về về vẩy đâu gì nữa. Ê Sam Pira ông đi đến Lucian nha. Ê Lucian cho Sam mình cũng cần thuê là cần làm gì. Bốn tiền brand. Nào. Nhanh. Chơi mùa 1 anh em đéo biết. Non mà em nổi. Mùa 1 Akali 4 tiền chuyên đánh thuê có gì nữa. Nhẫn giả sát thủ. Cho mày đi thuê, không đi thuê là cái gì ấy? Để biết. Đi thuê là nhảy qua tường. Cần thuê. Thôi về nó, rồi vòng về nó. Cần thuê cái gì ạ? À? Một cái khác thì cần gì? Cần gì không biết, không biết tâm tư mới. Ok, này. Đéo có acid luôn. 600 ạ. Cay thật. Giúp hơi nhiệt luôn. Giúp hơi hạt luôn. Yên tâm, giúp hạt, giúp khế thì lại chả vàng. Hợp lý. Ủa thì mẹ nhưng mà nghi cái lửa ấy đốt mất con bộ đỏ lắm. Không, hết rồi. Hết rồi đây. Trừng phạt tôi chắc cốp à? Trừng phạt tôi chắc cốp, thằng nào được thế? Đi ganh luôn chứ làm mẹ gì? Ghê thế. Nó bắt đây. Ừ. Mày có bị thổi điên không? Thổi nón. Thằng cốp bị điên không? Điên à? Điên không? Lộn à? Cốp ạ? Sao hai cốp rồi? Ngồi rừng. Ngồi rừng như thế. Sao không có rừng? Cái trò này kiểu gì chả có rừng. Mày đi cấm ai?
lên 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 trên cái đi cường. Biết 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 biết. Có cái bãi đất chết chết luôn kìa. Anh cắm em có mắt với. Tôi vừa hổ tin Lucia thì nát chết rồi. Anh cắm em có mắt. Làm đéo cái con mà cắm. Có, ngồi thôi. Ơ kìa đốt kìa, cũng đau kìa. Lên luôn, lên luôn, lên luôn, nhưng lên, nhưng lên. À Việt Ki, hồi xong đốt. Lấy thằng này, thằng này, thằng này, thằng này, thằng này gần hơn. Thịt còn mẹ. Yếu khi có thịt. Lũ mẹ mà đứng im. Tôi uống Utilit ông ơi, nó cũng Ultimata, ông tôi Utilit, tao ngồm nói, tao mẹ. Anh em skill ngon mà. Chào một xanh huyền dựng viên trên mạng dài. Close up lửa băng đây, hai nguyên tố đấy, một mình tôi đã xử lý hai nguyên tố mẹ rồi. Hai tôi kéo được căng. Ông ơi, ôi cẩn thận ông ơi. Khó còn kẹt. Khó còn kẹt nhá. Up lại liền. À, anh 10 điểm. Quá 10 điểm. Ôi, anh em mình song sát như này. Hắc phong song sát ngay, mấy con lợn sữa này gặp An khác nào gặp bố. Đi kiếm đi tốt chơi hai thằng nhỏ rồi. Nhìn rồi, nhưng mà nó không đánh nhau đâu. Thế nào vừa ở bùa xanh này, nó vừa từ bùa xanh đi ra này. Kẹp ra combo đấy. Đi về mua đồ đi nhỉ. Ờ, téo. Không đánh được nha, chưa mua đồ là không đánh được rồi. Thôi bỏ. Thấy chưa? Có rồi. Chưa mua đồ. Bò để chỉ đấy. W và lính của Ultimata. Ok hai bạn ơi, được. Hai mấy con này lao thẳng chưa? Cái W tôi phế lắm. Ờ đúng rồi. Không sao, cái Ultilit của tôi lại là mạnh không ạ? Yên tâm, bọn nó melee không à? Ý là tôi có Ulti là bọn này nó tự heal rồi. Như thế đâu cái này? Mất hết rồi em. Thằng kia nó phá game à? Ơ, nó đéo gì á? Bị ganh quá chán mẹ rồi. Lên này. Chơi hết á, có phải không? Ok. Cứ gần mà phệt. Xong rồi. Nó có cái gì đâu mà. Nó có cái vẹo gì đâu. Ờ thằng kia ra đấy ngơi. Này, vào chú đây. Bắn thường ôi ra em cover luôn này. Ôi trời chết con mẹ rồi. Thoải mái nhá, tao có bất tử, yên tâm đi. Lâu rồi kìa. Tao đang lừa cho nó húp tao cái mà khó quá. Té nhá. Chin xuống. Cứng gà, tao chỉ xài cái đấy xa thì đỡ được. Mình gần là đâu đỡ được cái gì. Đúng rồi, cái W của ông đỡ hơi nhiều. Đỡ được đạn thôi. Đây rồi, mình cái mấy mạng này mình đủ này anh em ơi. Cầm này lên luôn đi, mình cân cho trâu dễ farm đi. Tí mình cầm cái đồng hồ, mình biết hết skill nó, mình đồng hồ xong, không mình ulti đi sunrise bản thân nữa. Không biết có quay lại. Ông ơi, cậu bảo farm tôi chứ. Ôi, Lily, chú Ly. Đi nào. Này, đằng sau này, tao câu giờ được. Em hay mana đây. Rồi, thì không giết được thì là thôi, có gì đâu mà căng. Đánh luôn. Đánh luôn. Đánh.
Đánh luôn, đánh luôn. Đó tôi chửi. Rồi tất nhiên, tất nhiên. Đây rồi, tôi lên tôi bết rồi, tôi chỉ sợ nó không đánh tôi ấy. Đồ tôi lực vãi chảy luôn. À, thằng Alisa lên AP đâu ơi, cẩn thận nhá. Rồi. Hôm nay là carry lực của anh em. Toàn là anh em lết, thôi không à. Tôi khỏe, trâu khỏe như nhau. Ôi sao đồ mắt nó đập một phát mà để mắt rồi. Nó cắm lại à? Chi này, chi này, chi này. Đây nó lấp này, nó lấp này, nó lấp vòng này. Nó pha, nó pha, tôi can, tôi can. Này bỏ ra, bỏ ra, bỏ ra, bỏ ra, bỏ ra. Cái thế nhờ mất mùng này 10 phát luôn ạ. À. Đi không rờ anh á, đi không rờ. Đi mẹ lỡ trơn, nó bị lỡ trơn. Ok, anh em mình có cái trụ 1, anh em mình giàu vãi nồi. Thôi, quỷ tới. Hai thằng giết được nhá, ba thằng thì chịu thôi. Rồi, đỡ, 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 này 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 này. Đấy, đi mẹ cứ đánh cái kiểu này xong rồi bắt đầu lại thắng dễ chán không? Đúng không? Cứ bắt phải pick mấy con tướng biết chơi. Thì lại win dễ. Tối tối tôi mới đi trả nợ các bạn nha. Bây giờ đang thư giãn em mấy anh em cho nó vui. Top top lên sang rồi, top lên sang rồi. Top rồi. Giết luôn. Dạy tiếng Anh gấp gấp. Ba cái thằng nhóc đòi ganh em tao. Ui đi 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 đi, vào luôn vào luôn vào luôn vào luôn vào luôn. Tao tay nó, tao tay cháu. Thôi. Cô ra anh ulti Lisa ra anh full combo luôn. Echo, 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 echo. Có, em ulti Lisa ra anh full combo luôn. Xong luôn rồi đấy. Bò. Đừng luôn bay nghe. Ai da, bỏ sát đau rồi. Ờ. Bớt mẹ luôn. Có bạn ơi, nếu như bạn bị mất thì chúng tôi sẽ bạn mang lại của Reyna được nhé. Lấy chiếm ulti, lấy chiếm ulti. Echo còn ulti, Echo còn ulti. Chết rồi, chết rồi. Ô, tôi chết mẹ rồi. Rồi đi rồi, chim rồi. Mai cứu An ơi, đi về phía em, phía em, phía em, phía em. Ui, bắn ui ghê, ghê ghê ghê. Đái mẹ là quần. Ơ. Có lụm, có lụm. Nó đánh con thua mày thì mày việc gì mày phải sợ. Tốt chứ. Ha, cái ly này, cái ly này. Lụm. Cày đéo chịu được. Lụm hết. Ok, ở chưa? Làm cái này cho nó máu.
rực rỡ. Gặp mấy con trận chiến khổ vãi. Thế thôi. Đấy, xong rồi game 2. Ê, cái Lixi kìa bạn ơi. Thoải mái, thoải mái. Ui dồi. Má, thấy đéo gì. Nó chơi mà nó ụp trước. Nó sợi, nó quy theo tao chán. Thật lửa. Chơi kiểu ụp trước. Cái lửa nó đập cả vào người con Brand à? Đúng rồi. Phải gì bé anh ơi. Phải đánh bên cái chiến nữa không? Đi bộ lại cách bạn lên. Ấy cô bé con này giết tao này. Máu luôn mà. Akali lên nhá, Akali lên cực kênh ơi. Được, được. Em cân 3 được. Thế thì. Đấy, em đã nói em đã lừa anh cái gì cho anh á? Ok. Đấy, em liền. Trời ơi. Mày thành nhóc. Đấy, mẹ cứ nghiêm túc thì như thế này. Bực thế. Bớt nghiêm túc một tí nhá. Lại bớt nghiêm túc một tí nhá.